Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tham gia testnet vào cái dự án sàn ZK Swap Finance. Thì cái dự án này thì nó chạy ở trên cái mạng ZKSYNERA, cho nên là chúng ta sẽ cần phải có cái ví MetaMask và add sẵn cái mạng ZKSYNERA testnet nhé. Rồi thì trước tiên là mình sẽ trước hơn khi là mình hướng dẫn cho các bạn là tham gia testnet và cái dự án này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông số cũng như là các cái nội dung của chương trình testnet này để chúng ta tham gia cái testnet này thì chúng ta sẽ nhận được về là cái gì nhé. Rồi thì về cái chương trình nhé, thì chúng tôi sẽ thưởng cho những người dùng đầu tiên cho giao thức bằng mã thông báo trên nền tảng của chúng tôi sau khi sự kiện TGE kết thúc, và một cách để ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của họ cho nền tảng của chúng tôi. Thì chúng tôi khuyến khích bạn khám phá các sản phẩm và trang web của chúng tôi, nơi cung cấp các tính năng khác nhau như vòi, hoán đổi và đăng ký hàng ngày. Ngoài ra thì bạn có thể giúp chúng tôi phát triển bằng cách chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè và bạn tham gia vào cộng đồng của chúng tôi, và chúng tôi đánh giá cao về công nhận người dùng, hỗ trợ quản lý nhóm, cộng đồng và giúp đỡ người khác, và đồng thời họ có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng và khen thưởng. Chương trình hồi tố sẽ kết thúc trước sự kiện TGE và tổng phần thưởng cho giai đoạn testnet là 5% tổng nguồn cung, tức là 50 triệu token ZF. ZF này là nó cái đồng coin của cái sàn ZK Swap này nha các bạn. Đó, cái ZK Swap này nó là một cái sàn DEX giống như cái sàn Pancake Swap, sàn các cái sàn DEX khác. Rồi tiếp theo là cách để mà nhận phần thưởng của chúng tôi thì bao gồm các xếp hạng khám phá và các tính năng của dự án của chúng tôi, Jelly tức là nhiệm vụ nhé, theo dõi và hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo là Gatsby, theo dõi và hoàn thành nhiệm vụ trên Gatsby để chúng ta là nhận cái NFT của cái dự án này. Tiếp theo là Decode Telegram, phần thưởng sẽ dựa trên đóng góp của người dùng vào cuối giai đoạn hồi tố. Thông tin khác là người ủng hộ, các nguồn dùng quản trị viên công nhận thưởng này. Phương châm của chúng tôi là bạn càng đóng góp nhiều thì bạn sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng, sẽ được phân bổ hợp lý cho các trường hợp nói trên, và chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sau TGE. Thời gian phân phối phần thưởng nhé. Thời gian trao giải phần thưởng chương trình hồi tố sẽ được phân phối sau sự kiện TGE, và số tiền sẽ được trao được phát hành hàng ngày trong giai đoạn 5 tháng. Bảng xếp hạng nhé. Và chương trình hồi tố sẽ bao gồm một số chu kỳ, nói chung là trong thời lượng. Rồi trong giai đoạn testnet, phần thưởng cụ thể sẽ được chỉ định cho mỗi chu kỳ, và các cá nhân có thể nhận được phần thưởng dựa trên trên cái điểm ZK Swap của họ tỷ lệ. Như vậy là chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều cái điểm pool, thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều cái đồng token ZK. Thì cái đồng ZK này nó là cái đồng coin của sàn nha các bạn. Đây chu kỳ kiểm tra này, tổng nguồn cung, phần thưởng này, thì cái này thì mình sẽ để cái link này ở dưới phần mô tả để cho các bạn tìm hiểu kỹ hơn về cái thông tin này nhé. Đấy, phần đấy là cái là phần giới thiệu nhé. Rồi cái phần mà giới thiệu này, ZK Swap Finland là DEX để phi swap to earn và phi tập trung đầu tiên tiên phong và mô hình khuyến khích độc đáo thưởng cho cả nhà cung cấp, thanh toán và nhà giao dịch, và chúng tôi cũng có phần thưởng hồi tố hấp dẫn cho những người ủng hộ sớm. Thì tại nền tảng của chúng tôi thì bạn có thể mong đợi một trải nghiệm mới lạ, đặc biệt và giàu trí tưởng tượng. Đó, thì đây là cái thông bố và công bố và quảng cáo nhé. Đây cái phần quan trọng này, số ma thuật ZK Swap 100% người tham gia sẽ được khen thưởng 90% tổng nguồn cung token cho cộng đồng và phát triển dự án, 75% thu nhập sẽ được tạo ra bởi giao thức được sử dụng để mua lại các phân phối cho người sở hữu, 70% phí giao dịch được phân phối lại cho nhà cung cấp thanh khoản. Đó, trên đây là toàn bộ các cái thông tin nhé. Thì các bạn cũng có thể là vào đây các bạn tìm hiểu tất tần tật tất cả các cái thông tin của dự án này. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm từng bước một. Ở đầu tiên thì các bạn cần phải có cái ví MetaMask và các bạn add cái mạng ZKSYNERA testnet.
Sau đó thì các bạn kích vào cái link này thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ kết nối với ví. Rồi các bạn nhấn vào phần kết nối wallet này. Rồi chúng ta sẽ chọn MetaMask này. Ở đây là do mình kết nối với cái ví cũ, mình sẽ thoát cái ví cũ ra và mình làm hướng dẫn từ đầu cho các bạn xem. Thì ở đây mình cũng đã làm và mình đã test tất cả mọi các cái chức năng rồi, và mình sẽ làm ở cái tài khoản thứ hai và mình sẽ là hướng dẫn từ từ để cho các bạn là làm theo. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ví đầu tiên mình sẽ làm cho các bạn xem. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ connect wallet, là chúng ta sẽ kết nối ví. Sau đó thì các bạn nhấn vào kết nối MetaMask này. Ở trên cái điện thoại thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy nhé, không khác gì. Rồi các bạn nhấn kết nối này, các bạn nhấn vào continue này, các bạn nhấn continue tiếp. Ở đây chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều điểm thưởng thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều cái Rồi tiếp theo ở đây là mình cái địa chỉ này là địa chỉ của cái người mời mình này, các bạn nhấn vào đây. Cái này các bạn có thể là chít nhiều tài khoản được nhé. Quan trọng là các bạn phải nhớ được là các bạn làm ở những cái tài khoản nào. Rồi các bạn nhấn continue và các bạn nhấn nút start bắt đầu này. Rồi sau khi các bạn kết nối ví thành công thì các bạn sẽ nhận thấy cái địa chỉ ví của các bạn ở trên này và các bạn sẽ nhận được 10 điểm PON. Thì cái điểm PON này chính là cái điểm nhấn quan trọng của dự án này. Các bạn kiếm thật nhiều cái điểm PON này thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái đồng ERA. Và sau này nó sẽ quy đổi cái điểm này sang cái đồng ERA, là cái đồng coin của sàn nhé. Thì ở đây các bạn nhấn vào cái phần Verity Twitter. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào đây cho mình. Ở đây thì mình sẽ kết nối với cái trang Twitter. Rồi, các bạn nhấn vào kết nối ví này. Rồi các bạn ký ví này. Ở đây là cái trang Twitter của mình thì là đang đăng ký ở trên một cái ví tài khoản khác thì mình sẽ thoát đi nhé. Mình phải kết nối với cái tài khoản Twitter khác. Nếu các bạn chiết tài khoản thì các bạn cũng phải lưu ý cái phần này nhé. Đây mình sẽ chọn một cái tài khoản khác này. Rồi quay trở lại nhiệm vụ này thì mình sẽ kết nối lại trang Twitter. Rồi các bạn kích vào đây để chúng ta kết nối với ví với dự án nhé. Rồi các bạn nhấn vào con Bit Wallet này. Rồi các bạn ký ví này. Ok, như vậy là báo màu xanh này là chúng ta đã hoàn thành. Rồi các bạn load lại trang cho mình. Rồi bước tiếp theo các bạn kéo lên đây, chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ đó là chúng ta check in. Các bạn check in mỗi một ngày thì chúng ta cũng sẽ được nhận điểm nhé. Các bạn check in xong thì các bạn sẽ được cộng điểm đến đây luôn. Tiếp theo thì phần bên dưới này thì các bạn nó sẽ có cung cấp cho chúng ta cái link. Thì các bạn copy cái link này, các bạn chia sẻ cho bạn bè thì các bạn cũng sẽ được nhận được cái điểm mà đó là cái điểm PON nhé. Đó, các bạn copy đây này. Mời bạn bè tham gia bằng liên kết của này, liên kết này nhé. Họ sẽ xác nhận địa chỉ của bạn là người giới thiệu khi tham gia cuộc thi xếp hạng của chúng tôi, và đối với mỗi một người bạn mời thì bạn sẽ kiếm được 20% đóng góp của họ. Đó, thì bạn sẽ nhận được 20% từ tuyến dưới. Rồi tiếp theo nhé, sẽ đến cái phần mà chia sẻ để kiếm tiền. Thì ở đây thì chúng ta sẽ là chia sẻ cái link Twitter này lên trang Twitter của mình. Rồi đây các bạn nhấn tiếp cho mình này. Rồi ok, sau khi chia sẻ xong thì các bạn sẽ quay trở lại
bạn loát lại cái trang này cho mình, các bạn sẽ được cộng thêm điểm pole đó lên 100. Như vậy là chia sẻ xong cái Twitter thì các bạn sẽ nhận được 140. Các bạn lưu ý là cái Twitter này thì mỗi một ngày thì các bạn sẽ chia sẻ được 2 lần nhé. Mỗi một ngày các bạn vào các bạn chia sẻ cho mình 2 lần. Rồi chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ tiếp theo. Các bạn nhấn ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào Forsheet để chúng ta claim cái đồng ETH này. Đó. Thì hiện tại thì cái trang Decode mà của cái dự án này để vào chúng ta nhận miễn phí cái đồng ETH của mạng Zcash ERA đang bị lỗi. Chúng ta không thể vòi được cái đồng ETH này, nó đang bị lỗi nhé. Thì của mình cũng không vòi được, mà do lần trước là mình đã vòi chi khác ở cái dự án khác là mình đã vòi được cái đồng ETH thì mình vẫn còn số dư. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhận miễn phí cái đồng này. Đây các bạn sẽ nhận miễn phí cái đồng USDC Testnet. Thì cái này vẫn vòi được nhé. Thì các bạn khi các bạn vòi thì nó sẽ yêu cầu chúng ta kết nối với cái ví MetaMask. Thì các bạn đồng ý kết nối ví cho mình. Đây các bạn nhấn xác nhận cho mình nhé. Rồi các bạn chờ một chút này, đã thực hiện nhé. Đó, nhận được rồi nhé. Thì các bạn sẽ vào ví thì các bạn sẽ thấy được cái số dư. Đây mình sẽ nhấn vào đây. Mình sẽ copy cái contract của đây, mình sẽ copy cái contract của cái đồng đồng USDT testnet. Đấy, các bạn mình sẽ add nó vào ví MetaMask. Đây thì các bạn sẽ là thêm token này. Các bạn dán contract của cái đồng USDT USDC Zcash, các bạn nhấn thêm này. Rồi, như vậy là mình sẽ có là 150 cái đồng USDC thì mình sẽ sử dụng luôn. Đây mình sẽ sử dụng luôn cái Đây mình sẽ sử dụng luôn cái phần chain. Các bạn nhấn vào phần chain. Các bạn lưu ý là cái phần forset này thì mỗi một ngày thì các bạn được vào các bạn forset một lần nhé. Đây nó sẽ có một cái phần quy định ở đây này. 2 lần bạn có thể yêu cầu một số lượng mã thông báo thời gian vòi của chúng tôi để thử nghiệm một lần mỗi 12 giờ, tức mỗi 12 giờ để các bạn vào được một lần, các bạn vòi một lần và chỉ cần nhấp vào nút get ở bên trên, sau đó thì nhận được vòi ZKUSDC. Bạn có thể sử dụng nó để hoán đổi sang mã thông báo khác và để kiếm điểm ZK swap. Đó. Đây thì các bạn sẽ quay trở lại phần chain. Chúng ta đã có cái đồng USDC rồi thì chúng ta sẽ chây sang cái đồng Ethereum của mạng Zcash để làm cái phí gas nhé, phí gas làm phí gas testnet nhé. Đây thì các bạn nhấp vào đây cho mình này, đây cái đồng ETH này, các bạn sẽ nhấn mắc cho mình hoặc các bạn chỉ quy đổi sang là 120 thôi. À, quên 70 thôi. Các bạn một nửa thôi nhé. Còn này một nửa lại để chúng ta làm việc khác. Rồi sau đó thì các bạn kích hoạt này. Các bạn lưu ý là tất cả là đều là test net nhé, chứ không phải là đồng là những cái đồng này không có giá trị đâu. Các bạn swap trao đổi càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được qua lại càng nhiều nhé, thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều cái điểm điểm pole. Đây thì mình sẽ thực hiện quy đổi đây. Quy đổi tối đa hay là 70 thì mình sẽ nhập 70 này. Các bạn nhấn tiếp theo này. Rồi các bạn nhấn vào phê duyệt giao dịch này. Ok, thì bạn đã thực hiện giao dịch thành công nhé. Và các bạn có thể là vào ví các bạn kiểm tra. Là bây giờ thì các bạn đã có cái đồng ETH để các bạn làm cái phí gas cho mọi giao dịch ở trong cái sàn DEX này. Đây các bạn nhấn vào phần tài sản này. Và các bạn sẽ thấy hai cái đồng ở đây. Đó. Rồi, tiếp theo thì các bạn có thể là chơi qua lại, các bạn có thể là giao dịch với các đồng ở đây, USDT, WETHERUM này và USDC, ETH, và các bạn có thể là quy đổi cứ qua lại như vậy, các bạn xáo trộn lung tung cả lên, các bạn thực hiện càng nhiều giao dịch thì các bạn
cái tổng tổng cái tổng giao dịch của bạn sẽ là được càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái điểm pool nhé. Rồi bây giờ thì tiếp theo đến là sẽ là cái phần này. Cái phần này thì nó là cái phần mà chúng ta sẽ chuyển đổi từ, nó khá là khó ấy. Đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ là swap từ cái đồng ETH Mainnet sang cái đồng ETH Testnet của cái mạng là Zcash Era. Thì cái này thì là mình sẽ cũng không hướng dẫn các bạn nữa nhé. Thì ở trước video đã có, mình đã có một cái video hướng dẫn cho các bạn là làm cái bước này rồi. Rồi bây giờ sau khi các bạn là hoàn thành xong tất cả những cái giao dịch nhé, thì các bạn sẽ quay trở lại cái phần trang chính cho mình. Đây các bạn trở lại cái phần Arop nhé, thì các bạn sẽ thấy được cái số điểm của bạn ở đây đó, số điểm của các bạn ở đây nhé. Thì cái số điểm mà các bạn swap thì nó sẽ được chưa được cộng lên đây, và bên dưới này là chính là cái thứ hạng của các bạn nhé, thứ hạng của các bạn ở đây. Rồi ok, thì cái video hướng dẫn cho các bạn là tham gia testnet vào cái dự án sàn deck Zcash Swap đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.